cầm chổi dọn phòng cho Thủ tướng, Tô Lâm lại có âm mưu gì? Nhiều người cho rằng việc Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí thư sau khi cho ông Trọng chết đánh dấu giai đoạn chính trường Việt Nam sẽ khốc liệt hơn, trắng trợn hơn. Những nhân vật được ông Trọng nâng đỡ trong ban bí thư là những người đã bị Tô Lâm lên danh sách trước tiền. Đây là điều dễ hiểu, bởi Tô Lâm đi đến đâu thì sẽ thiết lập bộ sậu của ông ta đến đó, thì ông ta mới an toàn để ngồi lên cao hơn. Ở Bộ Công an, với 8 năm làm Bộ trưởng, Tô Lâm đã biến bộ này thành bộ Hưng Yên để hậu thuẫn cho ông ta bước lên nấc thang quyền lực mới. Như vậy, việc biến ban bí thư thành ban Hưng Yên cũng là lẽ thường tình. Điều đáng nói là, theo nguồn tin nội bộ, trong 5 cái tên mà Tô Lâm lên danh sách để triệt hạ mới đây, lại có đến 2 người là Phó Thủ tướng, đó là Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà. Xem ra, Tô Lâm đang muốn dọn phòng trong chính phủ của Phạm Minh Chính, nghĩa là Tô Lâm muốn tự tay sắp xếp lại chính phủ. Trước khi bắt tay vào việc triệt hạ Trần Cẩm Tú, Tô Lâm từng đưa người vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương như một nội gián. Phải chăng Tô Lâm cũng đang làm điều tương tự đối với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính? Vào năm 2022, ông Trần Lưu Quang bất ngờ được đưa vào ghế Phó Thủ tướng, thay cho vai trò của ông Phạm Bình Minh đã ngã ngựa trước đó. Cùng lúc, ông Trần Hồng Hà là người thay thế cho ông Vũ Đức Đam. Lúc đấy có 2 phó thủ tướng ngã ngựa do các đại án có liên quan đến đại dịch COVID-19 và các bên đã tranh giành nhau 2 vị trí trong đó. Ông Trần Hồng Hà được phe Hà Tĩnh hậu thuẫn, còn ông Trần Lưu Quang lúc đó chưa rõ thuộc phe nào. Sau một thời gian, nguồn tin nội bộ cho biết thêm, ông Trần Lưu Quang có quan hệ ân nghĩa mang tính gia đình với ông Tô Lâm. Cụ thể, gia đình ông Trần Lưu Quang chính là tổ ấm trong Tô Quyền, bố của Tô Lâm khi ông này vào miền Nam công tác thời chiến tranh. Như vậy, mọi sự thắc mắc đã được giải thích, Trần Lưu Quang là người của Tô Lâm. Lúc 2 vụ đại án liên quan đến dịch COVID-19 bị khui ra, thì Tô Lâm vẫn đang là thuộc hạ của ông Trọng. Nguồn tin nội bộ cho biết thêm, Tô Lâm đã nhờ ông Tổng hỗ trợ để đưa Trần Lưu Quang vào ghế, sát tách ông Thủ tướng. Như vậy, Trần Lưu Quang được xem là con bài chiến lược mà Tô Lâm cấy vào chính phủ để mà quan sát đối thủ và chọn thời cơ ra tay. Cách cài Trần Lưu Quang vào chính phủ cũng tương tự như cài Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đều là những con bài chiến lược mà Tô Lâm đã tính toán từ lâu. Đến lúc Tô Lâm muốn ra tay với Trần Cẩm Tú và Phạm Minh Chính, thì ông ta đã có sẵn quân nội chính ứng phó với quân ngoại hợp, tạo thành gọng kìm để đối thủ không còn đường chống đỡ. Một khi Tô Lâm đã chọc tay vào dọn dẹp chính phủ, thì ắt rằng Tô Lâm không để cho Phạm Minh Chính dùng người của ông ta chám vào chỗ trống, mà chỗ trống đấy phải là người của ông Tô Lâm. Với việc lên danh sách hạ tới 5 người, có 2 người là Phó Thủ tướng, điều này đã nói lên tham vọng của Tô Lâm là rất lớn. Tô Lâm đã muốn hạ nốt người còn lại trong tứ trụ, người đã trụ vững trước sóng gió của chính trường trong thời gian vừa qua. Việc trụ vững trước sóng gió cho thấy sức dẻo dai của ông Phạm Minh Chính ở chiến trường Việt Nam. Vậy liệu loại ông Phạm Minh Chính là bài toán rất khó. Trước đây Tô Lâm muốn bẻ trụ, phải tránh Phạm Minh Chính để tập trung vào Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Giờ đây tất cả đã rụng rồi, Tô Lâm đã thành công thâu tóm quyền lực. Bài toán khó giờ đây là Tô Lâm buộc phải giải. Có thể hậu quả sẽ khôn lường nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục tồn tại. Chúng ta xem Tô Lâm bứng trụ Thủ tướng ra sao. Thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cầm chổi dọn phòng cho Thủ tướng, Tô Lâm lại có mưu đồ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Vừa lấy quyền lực, Tô lên kế hoạch tạo thành ban bí thư và chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhắm mắt, Bộ Chính trị chưa công bố cái chết của ông thì đã công bố người kế thừa quyền lực của ông. Đó không ai khác, chính là ông Tô Lâm. Thật ra không phải Bộ Chính trị chọn Tô Lâm,
mà Tô Lâm bắt Bộ Chính trị phải chấp nhận bởi ông là người chiến thắng. Ngày hôm nay khi ông Trọng vẫn còn nằm đó, chưa được an táng thì ông Tô Lâm đã bơm ra thông tin rằng ông chuẩn bị thịt 5 người, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, 2 phó thủ tướng và 1 bí thư tỉnh ủy. Xem ra Tô Lâm không muốn nghỉ tay trên võ đài chính trị đầy khốc liệt này. 2 ủy viên Bộ Chính trị bị gọi tên là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú. Đây là 2 nhân vật mà ông Tô Lâm đã lên kế hoạch loại bỏ từ trước khi ông Trọng nhắm mắt. Bắt ông Nguyễn Văn Yên, cấp phó của ông Trạc, như là lời cảnh báo rằng sẽ tới lượt ông Phan Đình Trạc. Khi cấp phó bị bắt, cấp trưởng làm sao thoát khỏi tội trách nhiệm người đứng đầu. Còn đối với ông Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đã tạo ra 2 gọng kìm và đang từ từ siết vào. Đầu tiên, Tô Lâm cải Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tạo ra gọng kìm, sau đó hốt trọn ổ lãnh đạo công ty Cây Xanh Công Minh, tạo gọng kìm thứ 2 nhắm vào Trần Cẩm Tú. Cũng bởi nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh quá đông nên Tô Lâm không an tâm. Hiện nay, Phan Đình Trạc là nhân vật quyền lực nhất của nhóm Nghệ An, sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa và Trần Cẩm Tú là nhân vật quyền lực thứ nhất của nhóm Hà Tĩnh. Khi Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí Thư thì tất nhiên phải loại người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và người đứng đầu của Ban Nội chính Trung ương để đưa người của ông ta vào vị trí này. Sau đó Tô Lâm sẽ dọn tiếp những ban khác cho đến khi sạch bóng tàn dư của ông Trọng. 2 nhân vật trong chính phủ bị gọi tên là Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà. Ông Lê Minh Khái được xem là cánh tay phải của ông Phạm Minh Chính. Việc ông Khái bị nhắm đến cho thấy Tô Lâm đang tỉa vây cánh của Phạm Minh Chính. Còn Trần Hồng Hà là một nhân vật có máu mặt trong nhóm Hà Tĩnh. Tô Lâm muốn thanh tẩy nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, thì bất kỳ ai thuộc 2 nhóm này mà Tô Lâm cho là tiền ẩn mối nguy thì ông sẽ ra tay. Nhân vật thứ 5 trong danh sách đen của Tô Lâm kỳ này là bà Lê Thị Thủy, bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Bà này cũng là người gốc Nghệ An và phải nhận hậu quả từ đòn thù của Tô Lâm. Có khi Tô Lâm đánh hạ một ai đó chỉ là để tỉa bớt cho các nhóm đang mạnh trở nên yếu đi và để tạo chỗ trống cho thế lực Hưng Yên chám ngay vào. Khi Tô Lâm còn là Bộ trưởng Bộ Công an, bị Nguyễn Phú Trọng tìm cách hạn chế sức mạnh mà ông đã đủ sức để đánh gục tới 2 tứ trụ và thường trực Ban Bí thư, thì khi Tô Lâm đã nắm được quyền lực vô đối, không còn ai đủ sức để ngăn cản, sự nguy hiểm của ông ta sẽ nhân lên gấp bội. Trước đây, Tô Lâm cần Phạm Minh Chính để liên minh bớt kẻ thù và tập trung vào việc đánh phá thế lực của ông Trọng. Còn giờ đây, Tô Lâm đang đứng trên đỉnh tháp quyền lực và không còn ai đủ sức để ngăn cản, thì không lý do gì mà Tô Lâm lại không tìm cách để hạn chế quyền lực của ông Thủ tướng. Và nếu điều kiện chín mồi thì cũng không có lý do gì mà Tô Lâm không loại trừ Phạm Minh Chính. Lên kế hoạch tạo thành Ban Bí thư là điều chắc chắn, vì Tô Lâm cần tẩy xóa đi di sản của ông Trọng để mà thiết lập lại bộ khung mới thuộc hệ sinh thái quyền lực của ông. Còn khi Tô Lâm tính đến việc dọn dẹp luôn cả chính phủ thì rõ ràng đấy là tham vọng siêu tưởng. Tham vọng gì thì hồi sau chúng ta sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin vừa vơ lấy quyền lực, Tô Lâm lên kế hoạch tạo thành Ban Bí thư và chính phủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.